Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Ở trong Kinh Thánh, Chúa nói với ma quỷ khi nó đến cám dỗ Chúa. Và đây nói rằng hãy thờ lạy ta cho người hết thảy mọi nước vinh quang rực rỡ này. Và nếu anh chị còn nhớ Chúa Giêsu nói gì? Ngài nói với Satan rằng, ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ hầu việc một mình Ngài thôi. Trong câu nói đó có hai điều quan trọng. Một là sự thờ phượng Ngài, hai là sự hầu việc Ngài. Con người là một tạo vật duy nhất trên thế giới này có tôn giáo. Bạn không bao giờ tìm thấy một con trâu nào theo đạo Tin Lành, con khỉ nào theo đạo Hồi, hay con bò nào theo đạo Phật. Chỉ có con người là một tạo vật thờ phượng. Không thờ phượng Đức Chúa Trời thì nó tìm kiếm thờ phượng một loài tạo vật nào đó, hoặc điều thú côn trùng, hay là con người. Con người chắc chắn nó sẽ tìm một đối tượng nào đó để thờ phượng. Đó là một nhu cầu, một nhu cầu không ai cấm được. Nó nằm trong lương tâm sâu thẳm lòng con người, sự tự do tín ngưỡng. Điều thứ hai trong câu nói của Chúa Giêsu, khi một ai đó thờ phượng Đức Chúa Trời thì tự nhiên sau đó sẽ hầu việc Ngài. Bạn thờ phượng ai thì sau đó bạn sẽ hầu việc người đó. Bạn thờ phượng loài nào thì bạn sẽ hầu việc loài đó. Bạn thờ phượng cục đất thì bạn sẽ hầu việc cục đất. Một điều nữa trong sự thờ phượng, càng thờ phượng ai, bạn sẽ càng giống người đó. Càng thờ phượng ai, bạn càng phụ thuộc vào con người đó. Còn hầu việc, Chúa nói sự hầu việc rất là quan trọng. Chúa tạo dựng ra trên trái đất này sự sống có một nguyên tắc đặc biệt, là bất kỳ một sự sống nào hầu việc một sự sống cao cấp hơn nó thì nó tự làm cho mình có giá trị. Nhắc lại này, bất cứ một sự sống nào hầu việc phục vụ một sự sống cao cấp hơn nó thì nó tự làm cho nó có giá trị. Lấy ví dụ như cỏ. Ai đã từng nhìn thấy cỏ trong vườn thì mình giơ tay cho xem nào. Trồng rau muống, trồng cải thì nhìn thấy cỏ nhiều rồi. Cỏ mà làm cho rau muống không phát triển thì bạn phải tìm cách diệt cỏ. Còn nếu cỏ mà là làm cho bò có sản lượng sữa nhiều hơn thì bạn phải nuôi cỏ. Nếu cỏ mà làm cho cái vườn của con bạn đá bóng tốt mà không bị ngã đau thì bạn phải tưới cỏ, bạn phải trồng cỏ. Như vậy cỏ là một sự sống thấp, khi nó giúp, nó phục vụ hầu việc một sự sống cao cấp hơn nó thì nó tự làm cho nó có giá trị. Thời kỳ bao cấp, nhà tôi nuôi 2 con lợn. Cái đó là số tiền tiết kiệm của gia đình tôi đổ vào đó. Hết thảy rau thừa canh cặn rồi nước vo gạo đều đổ vào miệng của 2 con lợn đó. Mẹ tôi luôn luôn nói với 2 đứa con của bà, tôi và đứa em gái là lớn rồi, tiền nhà mình nằm trong 2 con đi trong chuồng đó, thầy ra hãy chăm sóc nó, khi nào bán 2 con lợn này thích cái gì mẹ cũng mua cho. Tôi ước ao hồi đó còn con lắm, xin mẹ hãy cho con khi bán 2 con lợn này ăn 3 que kem, mỗi một que kem một màu khác nhau. Ước ao như vậy đấy, ước mơ con hay là giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Bài thơ đi tìm hình của nước đấy. Nhiều khi cái ước mơ còn con cứ chúng ta khiến chúng ta không đi xa được. Bạn không thể đi xa hơn ước mơ của bạn. Hồi đó tôi chỉ ước mơ có 3 que kem thôi. Và rất là tiếc, chỉ ăn được xong 1 chiếc, còn 2 chiếc kia chảy nước mất. Bởi vì tiết kiệm, cầm 2 que, đứng dưới gốc đấy, vừa ăn vừa thổi vừa bốc khói. Và rất là lạ tại sao nó cứ chảy nước ra. Mà ăn nhanh á, mọi người không nhớ về bản thân sao. Được ăn cái kẹo mà chỉ cắn một miếng thôi, còn nửa cái cất đi. Mà không được nhai kẹo, kẹo phải đẩy sang bên má bên này này. Xong rồi lại đẩy sang bên má bên này, thò lưỡi lên miếng bên này, sau khi bên này nó dính dính là đẩy sang bên này, lên lên miếng bên này cho nó không nó tan hết. Ai nhớ thời kỳ đó thì hiểu được lòng của tôi. Và có một lần 2 con lợn nó bị ốm, mẹ tôi suốt ngày ra đút thuốc kháng sinh cho nó, và cũng lúc đó cha con chúng tôi cũng bị ốm.
mẹ tôi chăm sóc hai con lợn, bố tôi nói rằng: bà ơi, lợn ốm thì mặc lợn, thì nhà mình ốm cả rồi, mấy đứa con ốm rồi. Mẹ tôi nói rằng: ông ơi, con ốm không chết, nhưng lợn ốm là chết. Thấy ra phải làm sao cho lợn nó sống. Dạ, vì sao? Bởi vì hai con lợn đó sẽ mang tiền tới cho gia đình của chúng tôi, nó phục vụ bố mẹ gia đình tôi, cho nên con lợn đó tự nhiên làm cho nó có giá trị. Và khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, khi chúng ta hầu việc người khác trong hội thánh, thì bạn tự nhiên làm cho mình có giá trị. Hay không? Đó là một nguyên tắc đấy. Tại sao trong vườn nhà bạn mấy con chim mà bạn phải mua hạt lúa mì tới để đổ xuống cho chim nó ăn? Vì đấy nó hót cho bạn nghe. Tại sao phải nuôi chó? Chó làm cho bạn vui. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, hãy quay sang lên cạnh nói rằng: hãy hầu việc Đức Chúa Trời và hầu việc người khác. Amen. Hãy thăm viếng những người ốm, hãy thăm viếng những người già. Cái đó là điều rất là quan trọng. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta. Tôi vừa rồi đi nhóm tại Hanover, học được nhiều điều tại đó lắm. Họ ăn uống vui vẻ với nhau. Vừa rồi tôi có nói chuyện với trưởng lão Vượng, mục sư Vượng, trò chuyện. Và chúng tôi có nói chuyện với nhau về cách làm sao cho hội thánh có mối quan hệ thân mật với nhau. Trong cái hoàn cảnh chúng ta mượn nhà thờ của Đức này, chúng ta bị oi eo hẹp về thời gian lắm. Người Việt Nam ấy, là phải có ăn, mà ăn là phải ăn mặn chứ phải ăn ngọt. Mà ăn mặn thì phải có nước mắm, mà nước mắm thì nó có mùi, mà có mùi như vậy người Đức không chịu nổi. Mà nếu mà ăn mà lại không có nước mắm thì không phải ăn mặn, mà không ăn mặn mà ăn đồ ngọt thì cái đấy chỉ là ăn qua loa. Mà ăn phải bày trên bàn cơ, ngồi la cà cơ. Và cái đó là cái mà Hanover họ ăn uống với nhau. Tôi nhớ lại thời kỳ ở Grunau, ở xa như vậy mà chúng ta vẫn đến thật là đông nhóm, vì cuối buổi chúng ta ngồi ăn với nhau, đồ ăn được bày lên bàn, người ta ăn uống trò chuyện. Người Việt Nam mình đặc biệt ở chỗ là mở miệng là mở lòng, cứ há miệng nhai là lòng cũng mở ra, tôi dễ nói chuyện. Chắc là người châu Á mình giống như vậy. Thì cha Chúa Giêsu ấy nói rằng: này tôi đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa ta vào ăn tối với người. Còn người Đức là nói rằng: ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa ta vào họp hội nghị. Còn người châu Á là phải ăn cơ. Thành ra cái đó là cái mà chúng ta cần xin Chúa cầu nguyện. Amen. Nếu thuê một cái hội thánh người Đức khác, chúng ta vẫn phải bị nhóm một buổi chiều. Và nếu như chúng ta mà đi tìm một cái nhà nào đó để sửa sang lại thì cần tài chính. Anh chị em hãy cầu nguyện xin Chúa xem giải pháp nào cho thật tốt. Amen. Và trong hoàn cảnh chúng ta chưa giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta ở trong hoàn cảnh này làm sao để chúng ta có mối quan hệ với nhau nhiều hơn. Amen. Hãy quay sang lên cận sang mặt căng thẳng đi. Nghe thấy thấy căng thẳng rồi, bạn biết bạn có điều gì đặc biệt không? Đó là nụ cười. Động vật không hề có nụ cười. Hồi xưa tôi học sinh viên ở trường mỏ, chúng tôi định nghĩa cười là gì? Chúng tôi định nghĩa là cười là hở 10 cái răng. Xin lỗi, không phải. Mỏ nó nhe răng nhưng không phải nó cười. Có những người mà cười không hề nhe răng mà vẫn là cười, đó là cười tủm, cười mỉm. Bởi vậy cho nên anh chị em hãy quay sang lân cận, ít ra trao cho họ một nụ cười đẹp của bạn bây giờ nào. Bắt tay họ trao cho họ nụ cười. Amen. Có ai cười, cười to quá. Dạ, bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về hai cái từ quan trọng: sự chân thật liên quan tới sự thương xót từ Chúa Trời. Chân thật từ con người chúng ta, chân thật luôn luôn mang tới cho người đối diện sự thương xót bạn. Ma quỷ lừa, càng chân thật thì càng bị đá chéo giò, càng chân thật thì càng hở cái sai, người ta càng khinh mình, cho nên bao che, che giấu điều dở của mình. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay chân thật và sự thương xót. Nào chúng ta hãy cùng nhau bật lên màn hình câu Kinh Thánh Thi Thiên 85 câu 9 đến câu 13. Màn kỹ thuật đã có chưa? Dạ, nào chúng ta cùng nhau nhìn trên màn hình nào. Lời Chúa nói: sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau. Câu 10 đấy. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nứt lọc ở dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-va sẽ ban vật tốt,
xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó, sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Đây là điều mà chúng ta cùng nhau để ý ngày hôm nay. Đừng sống giả dối. Sự giả dối có thể mang một lợi ích nào đó tạm thời trước mắt, nhưng nó không sẽ mang lợi ích lâu dài. Ở đây lời Chúa nói rằng sự thương xót và sự chân thật gặp nhau luôn luôn, sớm muộn gì chúng nó sẽ gặp nhau. Bạn sống chân thật, cởi mở và chân thành thì sự thương xót từ người khác, sự thương xót từ Đức Chúa Trời sớm muộn gì bạn sẽ nhận được. Mọi người hiểu không ạ? Việt Nam có câu nói cây thẳng không gì, cây ngay không gì, không sợ chết đứng nè. Ở đây lời Chúa nói rằng khi chúng ta sống chân thực thì sự thương xót Chúa sẽ có cách. Anh chị em ạ, không thiệt đâu anh chị em ạ. Nếu mà Chúa chết thì mới là thiệt. Còn nếu mà Chúa sống vẫn ngồi trên Ngai, không có ai dám đảo chính Ngài, thì Ngài là ông quan sát công bình. Mọi người phải trả lời trước mặt Chúa việc mình làm. Cho nên người Việt Nam chúng ta có câu chết không phải là hết. Chết là qua đời, chết là từ trần. Vì sao? Bởi vì họ cần phải gặp một đấng mà sau khi họ qua đời này tới đời kia, từ trần này tới trần khác, họ phải trả lời trước đấng tạo hóa việc mà đã làm trên đất này. Chết không phải là hết. Lợn chết là hết, gà chết là hết. Amen đúng không anh chị em? Có ai nói rằng anh chị em ơi, tôi mới mua con gà nhà tôi hôm qua, nó từ trần rồi, hay con lợn nhà tôi nó qua đời? Không có đâu à. Con vật chết là hết, nó được tạo ra để bị giết chết làm thịt và cho vào nồi súp. Còn chúng ta không phải được tạo ra để mà chết cho vào nồi súp. Chúng ta được tạo ra để mà tìm kiếm thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại sao bất cứ con người nào cũng tìm ông thần là như vậy đó? Tôn giáo là sự thở than sâu thẳm lòng của mỗi một con người, gọi ôi giời ơi, ông ở đâu, làm sao tôi gặp được ông đó. Tôn giáo là như vậy đó. Tôn giáo là sự thở than từ trong lòng sâu thẳm lòng con người đang thiếu ông trời và để tìm ông trời. Amen. Lại trời cho mưa lấy nước tôi uống đấy. Câu tiếp theo, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Hãy nhắc lại cùng tôi từ hôn nhau. Như vậy công bình và sự bình an luôn đi cùng nhau. Kinh Thánh chép rằng kẻ ác chạy mà không hề ai đuổi, kẻ ác nằm ngủ mà vẫn chạy. Mọi người hiểu không? Nó ngủ như vậy mà vẫn mê người ta đuổi nó. Nó chạy tấp tới bên trong. Không phải ai khác đâu, tôi đã từng như vậy ở bên Nga đấy. Nằm ngủ như vậy mà mafia đuổi cho nó bắn thủng hết lỗ ở trên lưng mà mình vẫn chưa chết. Khổ như vậy đó. Chạy hoài, chạy cả trong giấc ngủ nữa. Nhưng lời Chúa nói rằng nước Đức Chúa Trời không phải tại sự ăn uống, mà tại sự công bình đầu tiên, đó là sự tha thứ. Sau đó mới là bình an, sau đó mới là niềm vui. Sự công bình đến từ Ngài. Sự công bình tới sự thực chân thật của bạn. Khi bạn chân thật nói rằng Chúa ơi, con là người có tội, con cần Ngài, Ngài chết thay tội cho con. Và sự công bình từ Chúa khi chết thay trên thập tự giá sẽ đến trên bạn. Và kèm theo sự công bình là sự bình an. Chúng tôi ở bên kia thì buôn bán, sau khi Liên Xô sụp, tiền chảy vào, mà tiền chảy vào bao nhiêu thì sự mất bình an dày lên bấy nhiêu. Tiền chảy vào bao nhiêu thì bạn càng bỏ đi bấy nhiêu và kẻ thù lại nhiều hơn bấy nhiêu. Tiền vào bao nhiêu thì ra cũng nhiều như vậy. Sự bất an tới, còn đây sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Câu 11, sự chân thật nứt mộng ở dưới đất. Thay nhắc lại cùng tôi từ nứt mộng. Nó không phải là máy dập nha, mà nứt mộng. Bắt đầu bạn gieo sự hạt giống của sự chân thật xuống dưới đất, không phải ngay lập tức nó ra bông trái của sự chân thật đâu. Nó phải đợi cho nóng ẩm, mưa, sự nhào nặn của đất, để cho cái vỏ cứng của sự chân thật đó nó vỡ ra. Phải có thời gian thì mộng từ hạt giống chân thật mới nảy lên. Và sự công bình ở trên trời ngó xuống bởi ánh sáng mặt trời, nó làm cho lớn dần. Và khi gặp nhau, hôn nhau thì ra bông trái của sự thương xót. Amen.
Và cho nên những đất nước mà có Chúa Giêsu làm chủ, họ được nhận sự thương xót nhiều lắm, cả về thiên nhiên, cả về những con vật. Tại sao ở những đất nước mà thờ nhiều các thần tượng chuột cống to bằng bắp đùi vậy, dáng cái bay như là máy bay chuồn chuồn vậy, còn con người ở nơi đó thì lại nhỏ thó, còi cục. Mà nơi chúng ta cần phước của Chúa lắm. Câu 12, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, đây là một lời khẳng định. Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt. Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt cho hội thánh này. Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt cho hội thánh này. Hội thánh này không nghèo đâu. Hội thánh này không rả đâu. Hội thánh này của Ngài sẽ sống và sẽ trường tồn, sẽ phát triển. Tiếp theo lời Chúa nói rằng sứ của chúng ta là cộng đồng tại đây này sẽ sinh sản hoa lời nó. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Thầy ra hãy nhớ, Chúa coi trọng con người bạn trước tiên hơn là thành công của bạn. Chúa muốn thay đổi chúng ta cho nước mỏng mọc lên, chứ không phải chỉ lập tức phát cho bạn thành công. Câu Kinh Thánh sách Jonah đoạn 2, đây là đoạn mà tôi được Chúa đặt để suy nghĩ cả tuần vừa rồi. Jonah, anh chị đã biết, là một tiên tri được Chúa kêu gọi tới Ninive để giảng cho một đế quốc thời bấy giờ. Nhưng mà ông đã chống lại ý muốn đó. Ông muốn cho cái đất nước đó bị tiêu diệt. Ông mua một cái vé đi tàu thủy để nghỉ, kỳ nghỉ mát ở cách đó 303.000 dặm. Còn cái thành Ninive cách chỗ đó khoảng 700 dặm thôi, đi xa như vậy. Và khi ông bỏ trốn thì bỗng nhiên nước biển bão nổi lên ầm ầm, gần như chìm thuyền. Họ không biết có nguyên nhân tại sao. Thì ông Jonah nói rằng đó là nguyên cơ tại tôi. Tôi đã chống lại ý muốn đi tôi chờ. Thành ra hãy quẳng tôi xuống dưới biển thì sóng sẽ im lặng. Người ta quẳng ông ấy xuống. Một con cá há miệng đợi sẵn, đớp ông vào miệng. Và biển không còn bão nữa. Ông Jonah ở trong bụng của cá 3 ngày. Câu chuyện dường như chuyện cổ tích vậy. Nhưng mà Chúa nói Jonah là một nhân vật lịch sử có thật. Ông ở trong bụng cá như vậy, ông đang than vãn, giống rêu vít ở dưới cổ, rồi mùi của những con cá nó đang chuẩn bị chết rồi, nó đang bị phân hủy thối quá, axit ngào lộ đến lúc ngập lên ngập xuống như vậy, trong hoàn cảnh khó khăn không thể cảm tạ được. Thì ông làm gì? Bật Câu Kinh Thánh mà tôi đã chuẩn bị. Câu Kinh Thánh này sẽ giúp cho bạn nhìn vào thực tế của cuộc sống bạn và tôi nữa, và chúng ta cùng nhau bước vào thực tế. Nào, Jonah đoạn 2, Jonah đoạn 2 từ câu 5. Trong hoàn cảnh khó khăn đó có chưa? Dạ. Ông nói rằng tôi đã nói rằng ở trong bụng cá này, tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, hãy nhìn vào nơi mà Chúa ngự. Đừng bỏ sự mà Chúa đã hứa nguyện. Tiếp theo câu số 8 trở đi này. Khi linh hồn tôi mòn mỏi ở trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài vào đền thánh của Ngài. Có lần nào linh hồn anh chị em mòn mỏi không? Có ai đã từng mòn mỏi, giơ tay tôi xem nào. Nha, tôi nhiều lần lắm anh chị em. David nhiều lần, Môi-se nhiều lần, và ngay cả Chúa Giê-xu cũng nói rằng linh hồn của ta đang rất là chiến đấu quằn quại, hãy cầu nguyện cùng với ta. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi thì tôi nhớ đến Đức Giê-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt tới với Ngài vào đền thánh của Ngài. Những kẻ chăm sự giả dối hư không thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Làm một lần nữa nói về sự thương xót từ Đức Chúa Trời. Câu số 10, nhưng tôi, hãy nhắc lại từ nhưng tôi. Nhưng tôi là bạn đấy. Hãy cùng nhau xem ông Jonah trong hoàn cảnh khó khăn đó như thế nào. Bạn có thể bị nợ, bạn có thể có những khó khăn, bạn có thể có những nan đầy đang vùi dập bạn. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng, hãy nhắc lại của tôi từ tiếng, không phải âm thầm nói trong miệng nhá, nói thật to ra miệng. Nếu như bạn sợ xấu hổ, người xung quanh nghe, hãy vào rừng mà làm. Nhưng hãy nói ra miệng để tai bạn nghe được tiếng đó. Tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ, không phải là chỉ cảm tạ, mà của lễ của sự cảm tạ. Thế nào là của lễ của sự cảm tạ? Sự khác biệt với cảm tạ chỗ nào? Con cầm cái kính này. Ví dụ đây, kính này không phải của tôi, mà Đạt cho tôi cái kính. Tôi nói cảm ơn con. Cái này không phải là của lễ. Sự cảm tạ mà tôi vừa cảm ơn Đạt, nó không phải của lễ. Đó là sự trao và giả, cho và nhận. Còn sự cảm tạ của lễ có nghĩa là thế nào? Là khi mà không có gì để mà cảm tạ,
Tôi vẫn nhớ tới những điều Ngài đã làm trong quá khứ của tôi. Tôi dâng lên Chúa của lễ của sự cảm tạ như một tiếng lời khen Ngài vậy. Khi mà miệng tôi có thể lầm bầm chỉ trích Ngài, mà tôi vẫn cảm tạ Chúa bởi sự nhân từ của Ngài. Bạn ơi, ngày hôm nay có nhiều người đặt câu hỏi, phép lạ thế kỷ 21 này có còn hay không? Câu trả lời vẫn còn. Họ nói rằng không thể có phép lạ được. Tôi hỏi tại sao lại không thể có phép lạ được? Người ta nói rằng bởi vì khoa học không chứng minh được. Tôi nói rằng tại sao lại dính khoa học ở đây? Khoa học là kết quả của cái gì? Của bộ não con người. Nó bị hạn chế ở trong phòng thí nghiệm. Có vô số những môn chúng ta học trong trường phổ thông cũng là khoa học đấy. Ví dụ môn lịch sử, môn khảo cổ, nó không chứng minh được mà nó bắt buộc phải chấp nhận thôi. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, khoa học đâu có thể dựng một Napoleon thứ hai trong phòng thí nghiệm. Nó có cái giới hạn của nó. Đừng thần tượng hóa khoa học. Nếu bạn tin có một Đức Chúa Trời sống và hành động thì phép lạ xảy ra là chuyện đương nhiên. Tôi tin. Còn bạn tin hay không đó là quyền của bạn. Chúng ta cùng nhau tin Đấng sống và Đấng có, Đấng ban thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Amen. Amen. Tôi tin bạn tin. Và người ta được chữa lành khỏi bệnh thần. Tôi tin bạn tin. Có nhiều kẻ chết sống lại ở trong hội thánh này. Vậy cho nên anh chị em ơi, ai không tin đó là việc của người ta. Tôi và bạn vẫn tiếp tục tin. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Một người đàn bà Ukraine, một người đàn bà mẹ Ukraine đến xếp hàng vào tư vấn. Hồi đó tôi xuống Ukraine, bà bước vào trong phòng của tôi. Bà nói vừa mở miệng ra, đàn bà mà vừa mở miệng ra, bà nói rằng: "Mục sư ơi, cho nó chết đi. Tôi bảo ai chết, cho thằng con tôi chết đi, cho nó xuống âm phủ." Bà tại sao bà lại nói như vậy? Con trai của bà mà 2 năm rồi tôi cầu nguyện mà nó trích thuốc viện ăn cắp tiền bạc. Tôi chán nó lắm rồi, cho nó xuống địa ngục đi. Nghe bà thở than một hồi, tôi nói rằng: "Thôi stop bà, lắng nghe tôi nói. Bà cần thay đổi lời cầu nguyện của bà." Bà nói rằng cầu nguyện kiểu gì? "Hãy bắt đầu cảm tạ Đức Chúa Trời đi." Bà cảm tạ kiểu gì? Tôi nói rằng bây giờ bà bày bạc cầu nguyện như vậy này: "Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho con một đứa con tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa vì ngay cả hoàn cảnh hiện tại mà không có lối thoát này của nó, con vẫn cảm tạ Ngài. Bởi vì khi con bó tay là lúc Ngài ra tay. Con bó tay lúc Ngài ra tay cứu giúp nó. Và khi nó được giải phóng khỏi nghiện ngập thì lúc đó con không nói rằng đó là sức của con mà là Ngài làm." Khi tôi nói cho bà như vậy, bà nói rằng: "Ôi mục sư ơi, làm sao mà nói rằng cảm tạ Chúa vì đứa con tuyệt vời này?" Tôi nói rằng chính bà làm cho nó hư. Cho nên nó tuyệt vời lắm, nó đến nhà thờ. Bà ép đến nhà thờ, bà làm cho nó hỏng. Thật ra bây giờ hãy trao sự thay đổi cho Chúa. Bắt đầu bà nghe xong bà nói: "Ok, mục sư cầu nguyện cho tôi để tôi có thể làm được điều đó. Tôi cầu nguyện chúc phúc cho người đàn bà Ukraine và chia tay tiếp người khác." 2 ngày sau, trong buổi nhóm tôi vừa giảng xong đi ra ngoài sân. Người khác ở trong đang nói tiếp cái điều cần phải nói, đang ngoài sân trò chuyện một người tín đồ. Bà chạy ra bà nói rằng: "Mục sư ơi, có chuyện gì?" Tôi bảo: "Có chuyện gì?" Phép lạ xảy ra." Tôi bảo: "Phép lạ nào?" Bà nói rằng: "Nó đang ở trong nhà thờ đấy." Tôi bảo: "Nó nào?" Bà nói rằng: "Thằng con trai của tôi." Bà kể lại cái hôm đó tôi về nhà ép mình cầu nguyện theo cái gì mà mục sư nói. Mọi người hiểu không? Có nhiều khi bạn không thể cảm tạ được mà bạn vẫn bước vào quyết định cảm tạ Đức Chúa Trời. Khi bạn cảm tạ Đức Chúa Trời là bạn trao trách nhiệm giải quyết cho Ngài. Còn khi bạn lầm bầm đó là bạn đang phán xét Ngài. Ngài không làm được à? Tại sao có mắt mà không nhìn thấy à? Có tay mà không giải quyết à? Không làm để tôi làm. Tôi đi mà làm. Mọi người hiểu không? Sự phán xét người khác là bạn đang bước vào vị trí của Đức Chúa Trời. Thay vào chỗ khi bạn cảm tạ Chúa là bạn đang nói rằng: "Chúa ơi, con biết Ngài Đấng sống, Đấng lạ lùng diệu kỳ, Ngài sẽ làm điều mà con không thể làm được." Và tôi về tôi làm điều mà tôi được nghe. Và sau đó đi ngủ, có sự bình an xảy ra trong lòng tôi lạ lùng. Sáng hôm sau có tiếng chuông bấm sáng. Tôi ra mở cửa, thằng con trai tôi đứng mặt rất là bơ phờ. Tôi bảo: "Sao có chìa khóa không mở?" Thường á là nó hay dùng chìa khóa nó mở lén ăn cắp đồ rồi đi. Còn buổi sáng này nó lại bấm chuông. Tôi bảo: "Tại sao không mở?" Nó bảo: "Mẹ ơi, con không biết tối qua có chuyện gì xảy ra nhưng mà con thấy nó không thể chịu nổi á. Thật ra con không ngủ được, về sớm nói với mẹ rằng hãy tha thứ cho con. Mẹ muốn dẫn con đi đâu thì dẫn." Và bây giờ nó ở trong nhà thờ đấy. Nha, phép lạ xảy ra anh chị em. Hãy dâng của lễ của sự cảm tạ. Amen. Amen. Anh chị em có thể xem lại cuộc sống của mình xem. Bao nhiêu lần bạn ca thán về một ai đó, bắt đầu từ bây giờ đi. Bạn hãy chấp nhận cái hoàn cảnh đó như là một ý tưởng tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho bạn.
Bà nói rằng cảm tạ Chúa vì đứa con của con như vậy, vì người chồng của con như vậy, vì người vợ của con như vậy, vì bố mẹ của con như vậy. Con bó tay, con trông cậy vào một mình Ngài, con dâng cúng lễ của sự cảm tạ. Và Chúa ơi, Ngài hãy làm điều mà Ngài thấy tốt nhất cho con. Và bạn sẽ nhìn thấy phép lạ. Sau khi nhìn phép lạ rồi, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Ngay cả đợi mãi mà không thấy vợ tới, ngay cả đợi mãi mà không thấy người yêu xuất hiện, thì hãy đến cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa sẽ làm như làm cho tôi vậy. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Ok, bật lại câu Kinh Thánh vừa rồi. Phần thứ hai, sau khi dâng cúng lễ và sự cảm tạ, Jonah nói rằng tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Điều cuối cùng, bão tố nổi lên cho Jonah, thuyền gần chìm, chui vào bụng của cá, chỉ để cho hiểu điều này thôi này. Chỉ để cho hiểu điều này thôi này. Điều ngươi đã hứa, tại sao ngươi không làm? Ta làm mọi sự rồi mà ngươi lại không làm điều ngươi đã hứa. Amen. Dường như lúc trước tôi nói với anh chị em ấy, bộ não của trẻ con đó, nó nằm ở mông đít này này. Khi vụt đây á, thì não bắt đầu làm việc. Khi vụt đây này, não làm việc. Vụt đây thì bắt đầu nó mới làm việc, nó mới hiểu. Thì đôi khi chúng ta cũng trẻ con như vậy thôi trong thuộc linh. Phải dường như là phải bão như vậy cơ, phải chui bông cá như vậy cơ. Rong rêu nằm ở giường em không thích, chui vào trong nơi đó thì mới hiểu ra vấn đề sự hướng nguyện. Và tuần vừa rồi tôi nhận được một điều đặc biệt lắm. Những năm trước Chúa cho tôi nếm trải điều mà đáng ra tôi phải thực hiện. Chúa đưa cho tôi sang Mỹ để truyền giảng cho những đại hội tại bên đó. Nhưng mà sự thật, nói thật nha, trong lòng của tôi đó vẫn thích ở hội thánh cơ. Đi ra ngoài nó khó lắm, thích cùng với bầy đàn êm ấm. Và Chúa nhắc nhở cho tôi biết rằng năm 92 tháng 4 năm 92, người cầu nguyện rằng Giêsu, nếu ông trả lời tôi 3 câu hỏi này này, tôi sẽ hứa dâng đời sống của tôi cho ông và giao truyền danh của ông cho tới khi chết. Đó là lời hứa thứ nhất. Sau đó ta trả lời ngươi, ngươi đã hứa là sẽ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Rồi sau đó ngươi còn nói rằng hãy cho con 600 đô về phép. Có nghĩa là một loạt những ký ức của ngày xưa Chúa nhắc cho tôi biết phải đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tại sao nhiều nơi chờ đợi như vậy? Mọi người hiểu không? Thật ra khi làm theo lời hứa mà ngươi đã làm, bão sẽ yên. Bão ở bên ngoài và trong hội thánh sẽ yên. Anh chị em muốn cho bão yên không? Để chúng ta cùng nhau bước vào nơi giàu có. Muốn không? Hết thảy chúng ta hãy quay sang lên cạnh nói rằng hãy thực hiện lời mình đã hứa với Chúa. Amen. Anh chị em có muốn giúp tôi thực hiện lời hứa nguyện với Chúa không? Muốn không? Có muốn không? Nói amen thật to nào. Như vậy hãy xin Chúa cho dần dần quen là trong một tháng tôi có thể phải đi một số nơi khác để mà chúng ta cùng nhau mang tin lành tới cho những nơi khác nữa. Ở Bremen đang đợi chúng ta, Hanover đang đợi chúng ta, bên Mỹ đang đợi chúng ta, châu Úc, Malaysia đang đợi chúng ta. Còn chúng ta cứ ở lại để mà giải quyết một số cái nan đề như này á, thì không bao giờ hết nan đề. Hãy nói cùng tôi rằng không bao giờ hết nan đề. Hãy vỗ tay cảm tạ đi Chúa Trời. Amen. Tôi nhớ ngày tôi Chúa mở mắt để nhìn thấy cái cô này, cô vợ ngồi bên cạnh đây này. Và khi nhìn thấy đó, tôi nhìn thấy hai vợ chồng chúng tôi sau này giống như hai con bò vậy, bị đeo một cái ách chung và kéo một cái cày, cày trên một cái thửa ruộng. Và cái thửa ruộng đó là thế gian này. Hai con bò này cùng nhau đi để giao truyền tin lành khắp thế gian. Thưa anh chị em, hãy cầu nguyện mỗi chúng ta. Chúa kêu gọi hội thánh này, Chúa nhắc lên nhiều mục sư, nhiều người truyền giáo, nhiều người thầy giáo để hầu việc Ngài cho Việt Nam. Amen. Và các nơi khác cũng vậy, qua chức vụ của mỗi chúng ta. Điều thứ ba mà Jonah đã làm, ông ấy nào? Tôi, điều thứ hai trả sự hứa nguyện mà tôi đã hứa nguyện này. Điều thứ ba, sự cứu, ông công bố là sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đó là đức tin của ông ngay bây giờ. Ông ấy tin rằng Chúa, Ngài đã dạy ông một điều mà ông đã nhận ra rồi. Một là dâng của lễ cảm tạ, hai là sẽ trả sự hứa nguyện. Và khi ông ấy nói con sẽ trả sự hứa nguyện, thì câu 11, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, nó mở Jonah ra trên đất khô.
Và rất là lạ lùng, câu chuyện kể tiếp là khi ông bước ra khỏi miệng cá đó, mở ra đó, ông đứng ngay trên đất Ninive, là nơi mà ông đã cần phải tới. Bạn ơi, sự kêu gọi của bạn, ước mơ của bạn, nó đang cách bạn có một găng tay thôi. Sự khó khăn đang tấn công bạn tưởng chừng như bạn không vượt qua nổi, đừng đầu hàng, nó chỉ cách một găng tay thôi. Và khi bạn nhận ra điều Chúa muốn dạy bạn, bạn tiếp nhận nó, thì chỉ cần một chút nhảy một phát là tới nơi kia rồi. Đừng đầu hàng. Amen. Amen. Mời anh chị em đứng dậy nào. Phép lạ luôn luôn ở trong danh của Đấng Sống. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Điều mà tôi muốn anh chị em làm bây giờ sau bài giảng này là điều gì? Hãy nhớ lại lời hứa của bạn. Đừng nhìn vào nan đề hiện tại bây giờ đang có trong cuộc sống của bạn. Bạn có nan đề, tôi cũng có nan đề. Nếu mà ghi ra những khó khăn mà hiện tại đang tấn công bạn và tôi, bạn sẽ không nói hết trong mấy ngày liền đâu. Nhưng để giải quyết được những điều đó, bạn cần phải stop lại danh sách của những nan đề. Hãy xem lại bạn đã hứa gì với Chúa từ những ngày đầu tiên gặp Ngài. Chúa muốn bạn thực hiện điều đó. Và sự thật khi bạn thực hiện điều đó, một ơn phước lạ lùng tới với bạn. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng Sống, Đấng Có và Đấng luôn ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài và cầu xin Ngài. Cảm ơn Chúa vì dù những khó khăn đang xảy ra trên đời sống của mỗi chúng con, trong gia đình, trong quan việc làm của mỗi chúng con, dầu vậy chúng con vẫn dâng lên Chúa lời cảm tạ. Đấng Sống hãy tiếp nhận lời cảm tạ giống như của lễ đó. Chúng con xin Chúa chỉ cho chúng con, nhắc lại cho chúng con Đức Thánh Linh ơi, những điều mà chúng con đã hứa nguyện. Và hãy giúp sức chúng con thực hiện điều hứa nguyện đó. Và sự giải cứu tới với chúng con bây giờ. Gia đình chúng con, sự giải cứu đến bây giờ. Hội thánh của Ngài bây giờ, sự giải cứu tới. Chúng con cảm tạ Chúa, nguyện ơn phước của Ngài trên đời sống chúng con. Nguyện mọi việc chúng con làm đều được phước. Khi đi ra, đi vào, bàn tay chúng con động tới công việc nào đều được phước. Bất cứ người nào chúng con gặp đều được phước. Nguyện Chúa chiếu sáng sự sáng của Ngài trên mặt của mỗi chúng con. Nguyện Chúa đưa tay phù giúp mỗi chúng con, làm cho rộng vương quốc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con không buồn rầu mà luôn vui mừng. Cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thảy chúng con trong tay Chúa và chúng con hiệp tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.